Hi friend, today we'd like to share with you about the topic of collateral. What is an example of collateral? Collateral is an asset of property that borrower offers to a lender as security for a loan. If borrower fails to pay the loan, the lender has the right to take the assets you are collateral. An example of unsecured lending is a business credit card. What do you mean by collateral? Collateral is a property or other asset that borrower offers as a way for lender to secure the loan. If borrower stops making the promised loan payment, the lender can see the collateral to recoup its loss. A lender claim to borrow collateral is called lenient. What is property collateral? Collateral is a borrower pledge of specific property to a lender to secure repayment of a loan. If a borrower defaults on a loan due to insolvency or another event, that borrower lose the property pledged as a collateral, with the lender then becoming the owner of property. What is a collateral call? Collateral call means a hostage to a participant, then additional collateral, or possibly early prepaid payment is required in order to remain in or to regain compliance with the tariff. What are different types of collateral? Collateral is when an asset is pledged to secure prepayment. The five main types of collateral are consumer goods, equipment, farm products, inventory, and property on the paper. All can be used as collateral when applied for a loan, provided there is recognizable value associated with the item. Do you get collateral back? When you take out a loan from a bank or other financial institution, it's generally either secure or unsecure. You can secure the loan by offering some form of collateral in return, known as collateral loan or secure loan. You can also borrow without any collateral to back the loan, known as unsecured loan. What are collateral? Give example. Collateral is an asset or piece of property that borrowers offer to a lender as security for a loan, and a borrower is more likely to repay the loan if they know they could lose their collateral. Unsecured loan do not use collateral. An example, unsecured lending is a business credit card. What type of collateral does the bank accept? The common type of collateral: number one, personal real estate; number two, home equity; number three, personal vehicle; number four, paycheck; number five, cash or saving account; number six, investment or account; number seven, paper investment; number eight, such valuable as a fire, jewelry, or collectible. What does collateral mean in medical term? Collateral in anatomy. A collateral is a subordinate or an accessory part. A collateral is also a side brand as a blood vessel or nerve after coronary artery or occlusion. Collateral that is a vessel often developed to shut blood round of the blockage. What is collateral risk? The risk of loss arising from error in the nature, quantity, pricing, or characteristic of collateral securing a transaction with credit risk. Institutions that actively accept and deliver collateral and are unable to manage the process accurately are susceptible to loss. A subcategory of process risk. Why collateral important? Collateral is important because lender want you to have some input in the game. They are taking a risk, so they want to risk something too. Lack loan and borrower without a solid credit history are most likely to need collateral. The power interest rate are also advantage to choose a secured loan. What is a collateral eligibility? Typically, collateral refers to
marketable financial security, such as bond or other time access, such as non-marketable asset or cash. The term eligible asset is used for assets that are accepted as a collateral by Euro system. Can I get a collateral loan with bad credit? Yes, you can take out unsecured loan with bad credit, and sometimes it's the only product a lender will offer. However, you should only consider a secured loan if you're positive in your ability to repay. If you don't want to get rich your car or your payment, your home, for the sake of better interest rate on a bad credit loan. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tài sản thế chấp. Một ví dụ về tài sản thế chấp là gì? Tài sản thế chấp là một tài sản hoặc một phần tài sản mà người vay cung cấp cho người cho vay để đảm bảo cho khoản vay. Nếu người vay không trả được khoản vay, người cho vay có quyền lấy tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp. Một ví dụ về cho vay không có bảo đảm là thẻ tín dụng doanh nghiệp. Bạn có ý nghĩ gì bởi tài sản thế chấp? Tài sản thế chấp là tài sản hoặc tài sản khác mà người vay cung cấp như một cách để người cho vay bảo quản lại vay. Nếu người vay ngừng thực hiện các khoản thanh toán cho vay đã hứa, người cho vay có thể thu giữ tài sản thế chấp để thu lại khoản lỗ của mình. Yêu cầu của người cho vay đối với tài sản thế chấp của người vay được gọi là thế chấp. Tài sản thế chấp là gì? Trong các thỏa thuận cho vay, tài sản thế chấp là một cam kết tài sản cụ thể của người vay đối với người cho vay để đảm bảo khoản vay. Nếu người vay mặc định cho vay do bất cứ khả năng thanh toán hoặc sự kiện khác, người vay đó sẽ mất tài sản cầm cố làm tài sản thế chấp. Sau đó, người cho vay trở thành chủ sở hữu của tài sản. Một cuộc gọi thế chấp là gì? Cuộc gọi thế chấp có nghĩa là một thông báo của người tham gia rằng cần có thêm tài sản thế chấp hoặc có thể thanh toán sớm để duy trì hoặc để lấy lại. Các loại tài sản thế chấp khác nhau là gì? Tài sản thế chấp là khi một tài sản được cam kết đảm bảo hoàn trả. Năm loại tài sản thế chấp chính là hàng tiêu dùng, thiết bị, nông sản, hàng tồn kho và tài sản trên giấy. Tất cả có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp khi đăng ký vay, miễn là có một giá trị dễ nhận biết liên quan đến vật phẩm. Bạn có thể nhận được tài sản thế chấp trở lại không? Khi bạn vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác, nó thường được bảo đảm hoặc không có bảo đảm. Bạn có thể bảo đảm khoản vay bằng cách cung cấp một số hình thức thế chấp để đổi lại, được gọi là khoản vay thế chấp hoặc khoản vay có bảo đảm. Bạn cũng có thể vay mà không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào để hỗ trợ khoản vay, được gọi là khoản vay không có bảo đảm. Ví dụ tài sản thế chấp là gì? Tài sản thế chấp là một khoản vay hoặc một phần tài sản mà người vay cung cấp cho người cho vay để đảm bảo về khoản vay. Người vay có nhiều khả năng trả nợ nếu họ biết rằng họ có thể mất tài sản thế chấp. Các khoản vay không có bảo đảm không sử dụng tài sản thế chấp. Một ví dụ về cho vay không bảo đảm là thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ngân hàng chấp nhận những loại tài sản thế chấp nào? Các loại tài sản thế chấp phổ biến: thứ nhất, bất động sản cá nhân; thứ hai, vốn sở hữu; thứ ba, xe cá nhân; số 4, tiền lương; số 5, tiền mặt hoặc tài khoản tiết kiệm; thứ 6, tài khoản đầu tư; số 7, đầu tư giấy; thứ 8, những vật giá trị như mỹ thuật, trang sức hoặc sưu tầm. Tài sản thế chấp có nghĩa là gì? Trong giải phẫu, tài sản collateral là một phần phụ thuộc hoặc phụ kiện. Một collateral cũng là một nhánh bên như một mạch máu hoặc dây thần kinh. Sau đó tác động mạnh dài, collateral thường phát triển để máu sắc xung quanh tắc nghẽn. Rủi ro của tài sản thế chấp là gì? Các rủi ro của lỗ phát sinh từ những sai sót trong bản chất, số lượng, giá trị cả hoặc đặc điểm của thế chấp đảm bảo
giao dịch với tín dụng rủi ro. Các tổ chức chủ động chấp nhận và cung cấp tài sản thế chấp và không thể quản lý quá trình một cách chính xác sẽ dễ bị mất. Một tiểu thể loại của rủi ro quy trình. Tại sao tài sản thế chấp quan trọng? Tài sản thế chấp rất quan trọng vì người cho vay muốn bạn có một số đầu vào trong trò chơi. Họ đang mạo hiểm nên họ cũng muốn bạn mạo hiểm. Các khoản vay và người vay lớn mà không có lịch sử tín dụng vững chắc rất có thể cần tài sản thế chấp. Lãi suất thấp hơn cũng là một lợi thế để chọn khoản vay có bảo đảm. Đủ điều kiện cho thế chấp là gì? Thông thường tài sản thế chấp đề cập đến chứng khoán, tài sản chính trường, thị trường, chẳng hạn như trái phiếu hoặc các loại tài sản khác, chẳng hạn như tài sản phi thị trường hoặc tiền mặt. Thuật ngữ của tài sản điều kiện của lớn được sử dụng cho các tài sản được chấp nhận làm tài sản thế chấp. Tôi có thể nhận được một khoản vay về thế chấp với tín dụng xấu không? Có, bạn có thể được ra một khoản vay không có bảo đảm với tín dụng xấu, và đôi khi đó là sản phẩm duy nhất mà người cho vay sẽ cung cấp. Tuy nhiên, bạn chỉ nên xem xét một khoản vay có bảo đảm nếu bạn tích cực trong khả năng trả nợ của mình. Bạn không muốn mạo hiểm xe với hơi hoặc nhà của bạn vì lãi suất tốt hơn cho khoản vay tín dụng xấu. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.